trên cái mẫu xét nghiệm tinh dịch đồ nó có một cái mục là tinh trùng bình thường và tinh trùng không bình thường, tức là bất thường. Và khi bình thường ít thì cái dị dạng nó nhiều, nhưng mà cái dị dạng đây là gì? Là con tinh trùng chưa kịp có đuôi dài, con tinh trùng mới ở dạng tinh tử, vân vân. Cho nên phải xem cái mẫu phân tích tinh dịch đồ, và người ta chú ý đến mấy cái chuẩn hết sức quan trọng, đó là số lượng và chất lượng tinh trùng. Trong đó cái tinh trùng bình thường hay bất thường chỉ là một trong những tiêu chuẩn để mà đối chiếu thôi. Tôi khuyên nên mang cái mẫu tinh dịch đồ ấy đến cho thầy thuốc chuyên khoa, người ta phân tích một cách rất khoa học cụ thể, chứ đừng có sợ tinh trùng bất bình thường là nguy hiểm.